tổ sư địa ngoại ngữ hiện nay gồm 11 giáo viên, tất cả đều đạt chuẩn, trong đó có 2 đồng chí có trình độ thạc sĩ. Tuy là tổ ghép, các thành viên trong tổ luôn cố gắng nỗ lực đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác cũng như là trong đời sống. Các giáo viên trong tổ đều ở độ tuổi còn trẻ, nhiệt tình trong công tác, hăng hái trong các phong trào thi đua của trường cũng như của ngành giáo dục. Các giáo viên chúng tôi đã luôn tích cực cố gắng áp dụng các cái biện pháp, phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, chúng tôi đã khơi dậy được hứng thú học tập đối với bộ môn, đối với học sinh. Những năm gần đây, bộ môn lịch sử, địa lý và tiếng Anh đã đạt được những thành tích đáng kể. Số lượng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh đạt giải cao, ngày càng tăng cao. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần nâng cao được phong trào học tập tiếng Anh trong khu vực trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực tham gia vào phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Trong 2 năm liên tiếp, các thành viên trong tổ đã đạt được nhiều giải cao trong cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Trong không khí hào hứng chuẩn bị 40 năm kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, tập thể giáo viên tổ sử địa ngoại ngữ đang nỗ lực phấn đấu tích cực trau dồi học tập và đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như ứng dụng công nghệ thông tin để nhằm nâng cao được hiệu quả học tập. Trên hết, chúng tôi mong muốn truyền thụ được kiến thức cũng như là nhiệt huyết, đam mê đối với môn học cho các thế hệ học sinh, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong nhà trường cũng như trong khu vực miền 4 huyện Trực Ninh.